Thưa quý vị và các bạn, biến đổi thời tiết đã làm cho công tác dự báo thời tiết đôi lúc gặp khó khăn, thay đổi liên tục tình trạng dự báo. Cho nên, bắt đầu từ những tháng đầu mùa mưa, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện công tác tuyên truyền những biện pháp phòng tránh thiên tai trước mùa mưa bão. Với dự báo tình hình năm nay sẽ có hiện tượng thời tiết cực đoan, Chi cục Thủy lợi tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với các ngành các cấp triển khai công tác tuyên truyền rộng khắp trên những địa bàn trọng điểm có khả năng chịu ảnh hưởng của thiên tai trong mùa mưa bão. Bạc Liêu có đường bờ biển tự nhiên dài 56 km nên rất dễ bị tác động trực tiếp của bão áp thấp nhiệt đới đến từ Biển Đông. Trên đất liền cũng hứng chịu nhiều loại hình thiên tai như lốc xoáy, sạt lở bờ sông, dông, sét, triều cường, xâm nhập mặn. Ngoài ra, hiện tượng biến đổi khí hậu nước biển dâng đã và đang diễn ra nhanh hơn so với các dự báo trước đây. Trong đó, hiện tượng triều cường bất thường đã gây thiệt hại rất lớn và làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của người dân tỉnh Bạc Liêu. Điển hình như những đợt mưa trái mùa thường làm thiệt hại các mô hình nuôi trồng thủy sản hay lốc xoáy, sét đánh. Do đặc điểm của tự nhiên và vị trí địa lý, người dân Bạc Liêu ở vùng ven biển, vùng nông thôn, phần lớn nhà cửa có kết cấu yếu. Do đó, khi có bão hoặc xuất hiện lốc xoáy trên diện rộng sẽ gây thiệt hại lớn. Trong khi đó, các công trình phòng chống thiên tai của tỉnh còn thiếu. Các phương tiện phục vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển không hoạt động được trong điều kiện thời tiết xấu. Với những yếu điểm này, tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bằng nhiều biện pháp. Đặc biệt đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2023 với kịch bản ứng phó theo từng cấp độ. Trong đó, xây dựng và triển khai thực hiện phương án ứng phó 11 loại thiên tai thường xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu như bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, sạt lở đất, triều cường, mưa trái mùa, gió mạnh trên biển. Theo bản tin dự báo cảnh báo của Đài khí tượng thủy văn của tỉnh Bạc Liêu á, thì hiện nay thì khu vực của tỉnh Bạc Liêu đã chính thức bước vào đầu mùa mưa năm 2023. Thì theo cái nhận định của Đài khí tượng thủy văn á, thì giai đoạn từ nay đến cuối tháng 7 năm 2023 thì cái tổng lượng mưa thì nó thấp hơn trung bình nhiều năm, và cái nhiệt độ không khí á, thì nó cao hơn trung bình nhiều năm, và cái vùng ven biển á, thì xuất hiện khoảng 5 đợt triều cường. Đó là chính quyền địa phương và cái người dân á, cần lưu ý để phòng chống kịp thời cho các đợt triều cường. Còn cái giai đoạn từ tháng 8 cho đến cuối tháng 10 thì cái tổng lượng mưa á, thì nó cũng thấp hơn trung bình nhiều năm, và cái nhiệt độ không khí á, thì nó cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 cho đến 1 độ C. Và cái đợt triều cường á, nó xuất hiện thì vào tháng 9 và tháng 10, đỉnh chiều là nó vượt báo động 3. Báo động 3 tại Gành Hào là dương 2,2 m, do đó bà con cũng nên lưu ý. Và cái giai đoạn này á, thì trên Biển Đông thì bão và áp thấp nhiệt đới á, thì nó xuất hiện thì nó có khả năng là thấp hơn trung bình nhiều năm, thì trung bình nhiều năm nó khoảng 6 đến 7 cơn. Và giai đoạn này thì bão và áp thấp nhiệt đới nó cũng có thể là ít có gây thiệt hại trực tiếp cho địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn khi có thiên tai xảy ra, Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu luôn chủ động xây dựng các phương án phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Trong đó có việc tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân về những biện pháp phòng chống. Nhiều người dân được tham gia các buổi diễn tập cũng như những lớp tập huấn về cách phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cho nên đa phần những kiến thức, kỹ năng cơ bản đều hiểu và có thể tham gia cùng địa phương, chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra. Bà con mình sống bằng nghề biển thì cái tai nạn mà do mưa bão trên biển cũng cao. Như mấy năm trước đây thì cũng có trường hợp, những trường hợp là sấm chớp rồi gây sét đánh người rớt xuống biển. Thì phải nói là đây là một cái tai nạn mà bà con mình thường gặp ở vùng biển này. Do đó thì đối với tôi là người dân ở đây thì cũng thường xuyên gặp gỡ bà con anh em trong quán cà phê, rồi kể cả là trong các tiệc cũng nhắc nhở với nhau để làm sao đó mình phòng tránh tốt nhất về tài sản cũng như là con người, thiệt hại con người ở vùng biển mình. Tiên cũng như là bão mà gần tới thì cùng mình cũng có phối hợp với chính quyền địa phương, nhà cửa mình chằng chéo lại, rồi bao cát bao đồ mình cũng như mình dặn lên
rồi với lại nếu mà tại vì ở gần biển nè, rồi mình cũng phối hợp với chính quyền địa phương là chuẩn bị sơ tán, nếu mà bão nó gần tới thì mình cũng phải sơ tán cũng như là vô mấy cái điểm cao. Những cơn lốc xoáy thì mình là cũng có cái là mình chủ động để mình phòng chống, để giảm nhẹ mấy cái thiên tai, với hơn nữa là cùng chính quyền địa phương cũng tuyên truyền, thì mình cũng là chung tay với chính quyền địa phương, mình cũng tuyên truyền với hộ dân cũng gần mình, cũng trên địa bàn mình đó, để mà nó giảm nhẹ lại cái thiệt hại. Mình lo lắng nhất là cũng như cái mùa nước lên để ngập, hơn nữa là cái nước nó thủy triều nó dâng đó, là nhà cửa thành ra nó ưa có vụ mà nó thiệt hại cái đồ xài trong gia đình đó, nước ngập ở dưới dâng lên. Rồi còn nếu như mưa thì mình sợ cũng như cái nhà cũng như yếu, thường thường cái có những cái khu mà nước thường thường lũ lụt lên đó là nó với những nhà mà nó kiểu như yếu á, mình sợ tóc nóc, mình sợ, mình lo lắng như vậy. Đối với chính quyền địa phương nơi có nguy cơ chịu ảnh hưởng nhiều từ thiên tai thì luôn luôn xây dựng các phương án chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ, và 3 nguyên tắc: chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Song song đó, phối hợp với các ngành các cấp kiện toàn lại đội xung kích cấp xã phục vụ công tác phòng chống thiên tai, xây dựng mới đội xung kích đối với cấp xã chưa xây dựng, rà soát bổ sung các phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro đối với một số loại hình thiên tai thường xuất hiện trên địa bàn tỉnh, nhất là ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch thu chi có hiệu quả quỹ phòng chống thiên tai theo quy định, xây dựng phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, các phương án chằng chống nhà cửa, công trình nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Phường Nhà Mát là phường vùng ven biển, chịu ảnh hưởng mưa bão, áp thấp nhiệt đới từ biển Đông. Trong đó thì thiên tai đầu mùa mưa thì thường ảnh hưởng như là lốc xoáy, sét, dông, cũng như chiều cường dâng cao, sạt lở bờ sông, làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn phường. Thì chính vì thế thì ngay từ đầu năm thì phường có kiện toàn lại ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, song song đó là cũng triển khai cái kế hoạch ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường, phối hợp với mặt trận và các đoàn thể phường tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức và trách nhiệm để phòng chống thiên tai khi có mưa bão xảy ra. Thì thông qua cái hình thức tuyên truyền thì người dân cũng nâng cao được cái trách nhiệm, ý thức cũng như là bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân. Thì công tác chủ động thì ban chỉ huy ủy ban phường Nhà Mát thì cũng có phối hợp với phòng kinh tế, lực lượng biên phòng và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra các tàu thuyền ra khơi đánh bắt thủy hải sản đúng theo quy định để kịp thời thông báo cho các tàu thuyền để tìm nơi trú ẩn khi bão diễn ra. Thì bên cạnh đó thì cũng thông báo cho các cơ sở, các đơn vị kinh doanh lên kế hoạch gia cố bờ bao cũng như các hộ nuôi tôm để không ảnh hưởng đến thiệt hại về kinh tế của người dân. Thì bên cạnh đó khi bão, nếu có chiều hướng bão xảy ra thì phường có triển khai công tác cái phương châm 4 tại chỗ cũng như là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Thì trong đó thì thứ nhất thì lực lượng tại chỗ thì đảm bảo đủ số lượng để kịp thời di tán dân khi có bão xảy ra. Cái thứ hai nữa đó thì cái chỗ mà phương tiện vật tư tại chỗ thì chưng dụng lại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để phương tiện để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân khi thiên tai có thể xảy ra. Thiên tai luôn là những hiểm họa khó lường, nên việc chủ động xây dựng các phương án phòng chống vẫn luôn là điều cần thiết. Tuy nhiên, cũng không thể không nhắc đến các dự án, các công trình xây dựng mang tính vĩ mô, nhằm mục đích giảm nhẹ những tác động của thiên tai đối với cuộc sống sinh hoạt của con người. Thực chất, đây mới là biện pháp căn cơ, cần phải quan tâm thực hiện đầu tiên trong công tác phòng chống thiên tai của tỉnh nhà.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống thiên tai vẫn đang được thực hiện ở các địa phương, tuy nhiên có những kỹ năng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp vẫn cần thiết được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, với mong muốn giúp bà con chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trong tình huống khẩn cấp xảy ra. Sau đây là những khuyến cáo của ông Ngô Nguyên Phước, chuyên viên phòng quản lý công trình và phòng chống thiên tai. Ông Quỳnh Đỗ Khoa, trưởng phòng quản lý công trình và phòng chống thiên tai, văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Bạc Liêu. Sau đây tôi cũng xin hướng dẫn bà con một số biện pháp cơ bản để chúng ta phòng về sét đánh. Bà con nên chủ động đi ra đồng vào buổi sáng. Thì theo thống kê của tỉnh thì trong nhiều năm qua thì sét thường xuất hiện buổi chiều. Và khi trời có chuyển mưa thì chúng ta nhanh chóng vào nhà, không nên đi ra đồng trống khi trời đang chuyển mưa hoặc đang mưa. Và cũng không nên ta mang theo các dụng cụ bằng kim loại đi ra chỗ khu vực trống trải thì nó rất là ấy. Rồi chúng ta cũng khi mà cái tiếng đi biển ta đang là thông xe thì bà con cũng khi mà lưu thông trên tiếng đó thì cũng nên quan trọng. Khi mà có hiện tượng mà giông sét, chúng ta cũng nên tìm nơi trú ẩn an toàn. Với trường hợp chúng ta đang đi mà gặp mưa hay là giông sét, thì cái giải pháp mà cơ bản mà tốt nhất là chúng ta hạ thấp người xuống và có thể càng thấp càng tốt. Rồi nếu chúng ta đi đông người thì chúng ta nên phân tán, không nên co cụm lại, nó cũng nguy hiểm. Rồi chúng ta không nên là nhảy bơi lội với sông, ao, hồ, kênh rạch mà cứ để tránh sét. Nó cũng rất nguy hiểm. Rồi chúng ta không trú dưới các cái gốc cây gần cái cột điện hay đường dây điện, anten nữa, nó cũng nguy hiểm. Và khi mà có hiện tượng mà giông sét á, chúng ta ở trong nhà thì chúng ta cũng không nên đứng hoặc ngồi gần các thiết bị dẫn điện. Rồi chúng ta cũng hạn chế sử dụng điện thoại trừ trường hợp cần thiết. Diễn biến của cái thiên tai bây giờ nó xảy ra rất là cực đoan, là khó lường. Cho nên là chúng ta mà nếu mà không có chủ động phòng tránh kịp thời thì cái thiệt hại do cái thiên tai nó mang lại là rất là lớn. Và đặc biệt là vào cái đầu mùa mưa thì các cái hiện tượng mà thiên tai nó nguy hiểm xuất hiện, mà nhất là lốc xoáy và sét đánh. Do đó bà con cần chủ động phòng tránh kịp thời để giảm nhẹ thiệt hại. Thì sau đây tôi xin khuyến cáo một số biện pháp cơ bản đối với bà con về cái cách mà phòng tránh lốc xoáy. Vào cái mùa mưa bão á, thì bà con nên thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo thời tiết trên các cái phương tiện thông tin để nắm bắt kịp thời về cái tình hình mưa gió và thiên tai để chủ động phòng tránh kịp thời. Thì bà con nên chặt những cành cây cao to xung quanh nhà để phòng khi mà có lốc xoáy xuất hiện là nó gây đổ ngã cây, hư hại nhà của mình. Và nếu mà nhà không kiên cố thì bà con nên chằng chống lại cho nó vững chắc để làm giảm thiểu phần nào thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Mà khi có mà cái hiện tượng mà lốc xoáy á thì bà con nên đội cái mũ cứng, chẳng hạn như là cái mũ bảo hiểm để phòng ngừa khi mà cái vật dụng nó rơi trúng đầu gây chấn thương. Và để cái đảm bảo an toàn đến tính mạng á, mà khi có hiện tượng mà cái dông lốc xuất hiện thì bà con nhanh chóng tìm nơi trú tránh an toàn. Và nếu ở trong nhà thì bà con cũng tìm nơi trú tránh, ví dụ nhà mà có hầm thì chúng ta nấp dưới hầm, hoặc là những cái chiếc giường á, giường ngủ mà vững chắc á. Và đặc biệt á, là không nên ra đường khi có lốc xoáy. Quý vị và bà con nông dân thân mến, chuyên mục khuyến nông của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.